Chào mừng quý cô bác anh chị các bạn quay trở lại với kênh của Phạm Huấn. Tiếp tục chương trình chia sẻ các dòng sản phẩm thông minh thì hôm nay Phạm Huấn sẽ trân trọng giới thiệu cho các bạn cái dòng sản phẩm đó là con đội dùng trong ốp lát. Thì mời các bạn cùng tham quan cái chi tiết cái dòng sản phẩm này. Đấy, xem chi tiết cái dòng sản phẩm này cùng với mình. Có nhu cầu về mua sắm hàng hóa các bạn có thể liên hệ tới Phạm Huấn theo số điện thoại trên tấm biển trên màn hình đây. Đấy, trên hình các bạn đang quan sát đây là cái dòng sản phẩm con đội ốp lát đây. Đấy, bên mình thì đang phân phối cái dòng này tương đối là tốt. Đấy, thị trường đón nhận rất là nồng nhiệt. Đấy, anh em đánh giá hàng chất lượng tốt và mẫu mã rồi kiểu dáng rất là phù hợp với công việc. Đấy, cái dòng bên mình thì dòng đầu tiên phải nói là điểm nhấn đó là về cân nặng thì là trên dưới 6 lạng. Thứ hai là bằng trục thì được thiết kế là 3 trục tạo cái độ vững chắc. Thứ ba là bằng thép chống rỉ. Và thứ tư là cái phần đế của bên mình này rất là rộng này, đế này là 10 cm này. Chiều cao là 20. Đấy, chiều cao sử dụng thì khoảng 15 đến 16 cm. Đấy, hàng thì sử dụng rất là êm ái và ngon lành luôn. Anh chị và các bạn sử dụng thì mình sẽ biết. Đấy, em đã bán rất là nhiều sản phẩm và khách hàng đánh giá rất là tốt. Các bác khách thì lấy từ 30 cái đến 50 cái. Đấy, có người thì lấy 10 cái. Đấy. Nếu mà lấy 10 cái thì bên em sẽ miễn phí ship. Bên em bán đồng giá là 90k một cái các bác nhá, lấy 10 cái là miễn phí ship. Đấy, hàng là hàng chất, các bác yên tâm. Đấy, chứ không như những cái hàng khác. Hàng khác thì họ bán cái giá là nó sẽ có thể là mềm hơn. Thế nhưng mà hàng của họ thì nó chỉ được là ví dụ cân nặng là chỉ được là 4 lạng thôi hoặc 4 lạng rưỡi thôi. Hoặc là hàng nó chỉ là tính chất là hàng một chục thôi. Nhưng mà hàng bên em là hàng 3 chục mà cân nặng là trên dưới 6 lạng. Đấy, sấp xỉ 6 lạng luôn. Cho nên anh em các bạn cứ yên tâm và sử dụng. Mọi nhu cầu về hàng này thì các bạn có thể liên hệ tới Phạm Huấn này 0936 86268. Rồi xin chào và lại các bạn ở video sau.